Khi chúng tôi ghé thăm ở cái dealership ở bên California hồi năm trước, ở ngay cái dealer chỗ này, họ chỉ có một chiếc xe van mới này thôi đó. Và cũng có người ta đã mua rồi. Anh nghĩ là người ta có thử chiếc xe van này chưa? Tôi đoán là họ chưa có thử. Ngày hôm nay anh ký ở ngay cái chỗ phạt kinh chỗ này, anh có thêm một số xe nữa. Đối với những người nào mà muốn mua một chiếc xe mới, đây là một cái tin tốt. Hiện tại là cái giá xe mới nó đang được giảm xuống một chút xíu đó là giảm xuống khoảng chừng 574 đồng kể từ hồi lúc tháng 7 vừa qua tới bây giờ. Nhưng mà đối với cái điều là bán xe của anh này, cái chỗ mua xe tốt nhất đó là bên kia đường. Và hỏi ảnh tại sao mà ảnh có rất là nhiều chiếc xe cũ ở đây vậy? Đó là cho những cái người mà không muốn đợi khoảng chừng từ 6 tháng cho tới 10 tháng đó. Hiện tại ngay bây giờ, những cái xe mới cũng đang còn rất là lo sợ. Đó là tại vì phải cần đợi thì mới có xe mới về người ta mua. Mỗi chiếc xe thì họ kiếm cũng được nhiều tiền mà họ bán ra. Chúng tôi đây biết là mỗi tháng bán xe ít hơn lúc trước. Và chúng tôi đây kiếm lợi gần cấp đôi hoặc cấp ba lần hồi lúc trước những cái xe cũ này đó là tốt tiền của hãng điều là xe cũng rất là nhiều và hiện tại thì họ cũng muốn kiếm tiền trả lợi. những cái chỗ điều là xe như vậy có xe thêm để mà bán cho mọi người thì làm cho người ta cũng có nhiều lựa chọn thêm theo anh coi về kinh tế nói cho biết Hiện tại ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy bắt đầu một cái bình thường một chút xíu. Đây là nó khá chút xíu về xe cộ, nhưng mà đây không có phải là nó giống như hồi lúc 2017 lúc trước. Vào 2018 17 lúc đó có rất là nhiều xe thì nó khác với bây giờ. Làm sao chúng ta có thể được khá hơn về chuyện này? Đầu tiên là phải phải cần xem coi chiếc xe cũ của mình đó là trị giá bao nhiêu. Có một số xe cũ hiện tại ngay bây giờ giá bán nó càng tăng lên. Mình trước khi mua xe thì phải cần lót vô một cái ấy tiền lợi trước khi mà Vero họ cứ tăng tiếp tục tiền lợi hoài. Và mình phải tính lại hết, coi đâu là đó giống như cộng luôn số tiền mà sửa chữa xe, cả luôn tiền xăng và cả luôn lạm phát như thế nào. Hiện tại ngay bây giờ, những cái xe cũ đó, cũng rất là hiếm, cho nên nhiều lúc cái xe cũ của mình đang có, nhiều khi nó cũng khá lắm đó. Trong lúc này, đối với những điều là người ta đem xe cũ vô để mà có gì coi trị giá bao nhiêu, thì cái giá của xe cũ trong lúc này nó tăng lên rất là cao. Đây là của đài có mặt bên California, báo cho chúng ta biết.